Chiều ngày 10 tháng 9, đoàn thanh niên phối hợp với các ngành đoàn thể đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, đội, hội chữ thập đỏ năm học 2017-2018, triển khai chương trình công tác năm học 2018-2019. Đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đã tới dự chỉ đạo. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo liên ngành, các đại biểu là bí thư các đoàn xã thị trấn, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại diện lãnh đạo các nhà trường trên địa bàn huyện. Ngay từ đầu năm học, liên ngành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ đã ban hành chương trình phối hợp. Các nội dung giải pháp phối hợp theo hướng cụ thể từ huyện đến cơ sở, tạo chủ trương, cơ chế để cơ sở triển khai thực hiện. Bám sát nội dung chương trình của huyện, Đoàn Thanh niên các xã thị trấn xây dựng chương trình phối hợp của cấp mình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Liên ngành đã có sự phối hợp thống nhất trong các mặt công tác như kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, công tác thi đua khen thưởng, giải thưởng của đoàn, đội, hội, quan tâm đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ đoàn, đội, hội. Các hoạt động tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Các chỉ tiêu của năm học đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả phối hợp giữa các nội dung được triển khai hiệu quả như tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyên truyền giá trị nhân đạo, phổ biến giáo dục lòng nhân ái, xây dựng văn hóa truyền thống, văn hóa học đường trong học sinh, cán bộ giáo viên. 100% đoàn viên thanh niên, học sinh được triển khai học tập nghị quyết của đảng, đoàn, hội thông qua các hình thức tìm hiểu, tọa đàm, sinh hoạt dưới cờ. Thi tôi 18. 100% đoàn xã thị trấn phối hợp với đoàn trường, liên đội tổ chức cho đoàn viên thanh niên, học sinh dọn vệ sinh trường lớp, khuôn viên nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, nghĩa trang, đường làng ngõ xóm. Kết quả là hàng tháng, toàn huyện đã huy động gần 1.500 đoàn viên thanh niên, học sinh ra quân làm vệ sinh môi trường, tạo thành phong trào thực sự sâu rộng hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chung tay xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, huyện đoàn đã huy động gần 200 đoàn viên thanh niên của trường trung tâm giáo dục thường xuyên dạy nghề, trường trung học phổ thông tham gia tình nguyện tại các xã đăng ký tiêu chí nông thôn mới là Quang Hiến, Giao Thiện, Tân Phúc với nhiều hoạt động chung sức vì cộng đồng. 100% đoàn trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp đã kiện toàn các đội thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường, góp phần giảm đáng kể tình trạng giao thông lộn xộn khi tan trường. Toàn huyện có 100% đơn vị tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ với nội dung rèn luyện kỹ năng sống, ý thức bảo vệ sức khỏe, phòng chống tai nạn đuối nước, thương tích cho học sinh. Hoạt động rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần cho học sinh được các đoàn trường, liên đội trường thường xuyên tổ chức. Cao điểm là các dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 77 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Thông qua các hội thi văn nghệ thể thao, các đơn vị làm tốt tiêu biểu như trường Trung học phổ thông Lang Chánh, tiểu học Quang Hiến, trung học cơ sở dân tộc nội trú, trung học cơ sở thị trấn. Tại hội nghị, cán bộ đoàn, giáo viên tổng phụ trách tại các nhà trường đã đóng góp nhiều ý kiến phát biểu, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề xuất những giải pháp thực hiện tốt công tác đoàn, đội, hội, phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2018-2019. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đánh giá cao kết quả công tác đoàn, đội, hội, chữ thập đỏ của năm học 2017-2018. Đồng chí đề nghị liên ngành cần tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ, phối hợp thường xuyên, tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn, phát huy vai trò mô hình điển hình trong hoạt động đoàn tại các xã thị trấn, đẩy mạnh phong trào nhân đạo từ thiện, công tác định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực nhu cầu của thị trường. Tại hội nghị đã có 2 tập thể, 5 cá nhân được Trung ương Đoàn tặng bằng khen, 2 tập thể được liên ngành tỉnh đoàn, Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng cờ liên đội vững mạnh, 5 tập thể, 8 cá nhân được tặng giấy khen của liên ngành cấp tỉnh, 10 tập thể, 11 cá nhân được liên ngành huyện tặng giấy khen vì có những thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, đội, Hội Chữ thập đỏ năm 2018. Về công tác khen thưởng, Hội Chữ thập đỏ có 7 tập thể, 4 cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương, 2 tập thể, 4 cá nhân được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa khen thưởng.